Chào các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Hiện nay thì ở bên Nhật nơi mà mình sống á, thì đang sắp chuyển qua mùa đông rồi các bạn, nên là rất là lạnh. Ngày thì từ 10 đến 11 độ á. Thì trong video này mình sẽ nói về một cái vấn đề mà anh em Việt Nam mình nuôi cá cảnh ở Nhật gặp phải khi mùa đông đến. Đó là vấn đề phải chọn sưởi cho bể cá cảnh của mình các bạn. Đối với những anh em ở Việt Nam mà nuôi cá cảnh ở miền Nam á, thì thường khí hậu ở miền Nam mình nó mát á, thì chắc là cái sưởi này là quá xa lạ, không có dùng bao giờ các bạn. Còn anh em miền Bắc thì chắc là biết sưởi nhiều, biết đến cái sưởi bể cá này nhiều hơn, tại vì khí hậu ở miền Bắc cũng có mùa đông cũng khá là lạnh đó các bạn. Còn ở bên Nhật thì khi mà mùa đông tới thì nó rất là lạnh các bạn, nhiệt độ có vùng tới 0 độ luôn, cho nên là dù các bạn nuôi cá nào thì cũng nên sắm cho bể cá mình một cái sưởi nha các bạn. Nó không đáng bao nhiêu nhưng mà tốt cho con cá của mình đó các bạn. Trên video mà các bạn đang xem á thì là cái loại sưởi 100W dành cho hồ 40 lít mà mình rất là hay sử dụng cho các cái bể nuôi cá phượng hoàng hoang dã của mình nữa các bạn. Thì cái loại này được cái là giá thành nó cũng khá là rẻ các bạn. Nói chung là rẻ nhưng mà dùng khá là an toàn, mình dùng rất là nhiều nên mình thấy cũng ok các bạn. Loại này thì setup cực kỳ là dễ dàng, chỉ đơn giản là các bạn đặt cái sưởi trong bể rồi cắm điện vào thôi. Nó sẽ cố định nhiệt độ trong bể các bạn ở 26 độ C là nhiệt độ an toàn dành cho bể nuôi các loại cá cảnh nhiệt đới đó các bạn. Khi nào mà nhiệt độ nước trong bể các bạn mà dưới 26 độ C á, thì cái cảm biến nhiệt được tích hợp sẵn ở trong cái sưởi á, nó sẽ tự đun nóng cái sưởi lên và điều chỉnh nhiệt độ nước của các bạn tới 26 độ C lại nha. Thì nếu mà bể các bạn là những cái bể có kích thước nhỏ, bể cubic 30 trở xuống á, thì mua cái loại cố định nhiệt độ 100W lúc nãy mình show cho các bạn coi á, thì dùng ok nha các bạn. Nhưng mà đối với những bể có kích thước lớn hơn á, hoặc là bạn nào có điều kiện á, thì mình vẫn vẫn khuyến khích các bạn là nên mua cái loại mà có thể tùy biến được nhiệt độ nha các bạn. Tức là nó có một cái cục đi cùng này nè, các bạn nhìn thấy nè, có một cái cục đi cùng. Cục này thì Nhật nó họ gọi là Samusu Tatto. Và các bạn khi mua chú ý ở đây họ có ghi nè, Samusu Tatto cộng với lại là Hita Seto, tức là có cái sưởi cùng với cái bộ chỉnh nhiệt. Thì cái loại này á dùng nó rất là tiện các bạn, vì nó không phải là cố định nhiệt độ như cái loại lúc nãy, mà cái loại này á các bạn có thể tùy chỉnh nhiệt độ từ 15 cho đến 35 độ C, có ghi ở đây nè. Nhờ vào việc các bạn chỉ đơn giản là vặn cái điều chỉnh này thôi thì nó sẽ tự control nhiệt độ cho các bạn lên tới nhiệt độ các bạn mong muốn. Cái loại này á nó rất là tiện cho các bạn nào mà muốn trị bệnh cho cá chẳng hạn. Thì ở nhiệt độ bình thường á, thì nếu mà cá bạn bị nấm thế này nọ, bạn trị bệnh á, bạn phải nâng nhiệt độ lên khoảng 30 31 độ cho nó nhanh hết nấm các bạn, thì lúc đó các bạn sẽ cần tới những cái sưởi như này. Cho nên là cái này rất là tiện, nếu bạn nào có điều kiện thì nên mua. Ngoài ra bên cạnh đây mình cũng nói thêm một cái, đó là có nhiều bạn băn khoăn trong cái việc mà bể các bạn có kích thước như vậy á thì nên mua cái sưởi như thế nào á. Thì để mà chọn được cái sưởi thích hợp cho bể các bạn á, thì các bạn chỉ cần dùng cái công thức đơn giản mà mình học hồi cấp 3 để tính thể tích của cái bể các bạn. Thì đó là nhân ba cạnh của nó lại với nhau thôi, thì sẽ ra được cái lượng nước, cái lít nước mà cái bể bạn chứa được. Từ đó các bạn sẽ chọn cái sưởi thích hợp cho bể của các bạn. Nếu mà các bạn chọn cái sưởi mà công suất nó quá nhỏ so với cái bể thể tích nước của cái bể các bạn á, thì nó sẽ cái sưởi nó sẽ kéo giặt hoài và nó sẽ rất là lâu tới được cái nhiệt độ mong muốn. Bên cạnh đó thì nó cũng nhanh hỏng cái sưởi do nó phải hoạt động liên tục các bạn. Còn nếu mà các bạn chọn cái sưởi mà nó quá cao so với công suất của nó quá cao so với lượng nước trong cái bể các bạn á, thì nó sẽ đóng ngắt liên tục, tại vì nó nóng lên rất là nhanh đó các bạn. Cho nên là khi đạt đến nhiệt độ thích hợp thì nó lại ngắt, nó cứ đóng ngắt lên liên tục như vậy thì nó cũng nhanh hỏng sưởi các bạn. Cho nên là muốn mà sưởi bền lâu á thì nhiều bạn không biết, nhưng mà ở đây mình cũng nói luôn là các bạn phải tính cái thể tích nước của cái bể các bạn, từ đó các bạn chọn cái sưởi thích hợp với lại cái bể các bạn, thì cái sưởi đấy nó mới bền lâu đối với bể và nó đạt được cái hiệu suất tốt nhất nha các bạn. Thì tiền đây mình cũng sẽ bóc tem luôn cái em sưởi này và set up luôn cho các bạn coi, để các bạn biết cách set up một cái sưởi mà có cái Samusu Tatto đi cùng như thế này sẽ set up như thế nào nha các bạn. Đây mình sẽ bóc ra cho các bạn coi. Full bộ nó gồm có gì.
À, các bạn có thể nhìn thấy hình ở đây nè. Full bộ của nó sẽ gồm có một cái sưởi. Cái phần này á, thì mình sẽ đưa thẳng vào trong bể của mình để giữ ấm, để nó phát nhiệt ra và điều chỉnh nhiệt độ cho cái bể của mình. Cái phần Samusu Tatto để điều chỉnh này á, thì mình sẽ đặt ở phía ngoài bể nha các bạn. Nhiều bạn không biết á, hoặc là không biết tiếng Nhật, hoặc là chưa dùng bao giờ á, thì đem nhúng luôn cái phần này vào trong cái bể cá của mình thì nó ngay lập tức là nó hư nha các bạn. Và cái bộ phận Samusu Tatto này rất là đắt, khi mà hư các bạn mua lại thì cũng tốn kém nha các bạn. Ở đây các bạn có thể thấy là nó có một cái phần, có một cái phần họ vẽ đi ra nè, thì đây là cái cảm biến nhiệt của nó các bạn. Cái phần này thì mình cũng đưa cái cảm biến này vào trong bể luôn nha các bạn. Thì đây là một cái nhiệt kế, nó sẽ đo cái nhiệt độ mà các bạn của bể các bạn, và từ đó nó tính toán xem là cái bộ phận Samusu Tatto này á, nó sẽ tính toán xem là cái nhiệt độ ở trong bể đã đạt tới cái nhiệt độ các bạn thiết lập chưa. Nếu mà chưa thì nó sẽ đốt nóng cái phần này và sẽ điều chỉnh nhiệt độ các bạn, điều chỉnh nhiệt độ của bể các bạn tới cái mức mà các bạn mong muốn. Còn cái phần chỗ này nè, cái phần chính giữa các bạn đang thấy nè, thì chỉ đơn giản là cắm cái phần sưởi này, cắm cái phần heater này vào trong đây thôi để nó cấp điện. Còn cái chỗ phần cuối cùng là cái phần này thì đơn giản là các bạn cắm vào ổ điện là xong. Cho nên khi setup á, thì cái phần này các bạn đưa vào trong cái sưởi này nè, các bạn đưa vào trong bể này, cái phần cảm biến này cũng nhúng vào trong bể này. Còn cái phần này thì cắm trực tiếp từ cái sưởi vào đây. Còn cái này thì bạn cắm vào ổ điện. Cái Samusu Tatto này thì các bạn có thể treo lên hoặc là để bên ngoài bể gì đấy để điều chỉnh. À, một cái điều mà các bạn phải cực kỳ chú ý khi mà setup cái sưởi này á, đó là cái phần này nè, cái phần cảm biến nhiệt này nè, nó rất là quan trọng nha các bạn. Nhiều bạn không biết á, hoặc là trong lúc thay nước hoặc gì đấy thì vô tình để nó rơi ra bên ngoài bể á, thì cực kỳ nguy hiểm nha các bạn. Cái này khi mà nó rơi ra ngoài bể á, thì nó sẽ bắt nhiệt của không khí và nó sẽ đốt cái này liên tục luôn các bạn. Tại vì cái cảm biến này nó hiểu nhầm là cái nhiệt độ bể ở ngoài á, nó đang bị lạnh đó các bạn. Ví dụ các bạn xét là 28 độ chẳng hạn, thì cái cảm biến này nếu mà nó không ở trong bể mà nó nằm phía ngoài á, thì nó đo nhiệt độ môi trường thì nó thấy nhiệt độ vẫn cứ thấp á, thì nó sẽ đốt nóng liên tục cái sưởi này các bạn. Và từ đó là bể các bạn tăng nhiệt liên tục luôn, không bao giờ nó ngắt, thì cá sẽ chết sạch luôn nha các bạn. Rất là nhiều anh em ở Nhật đã bị cái chuyện này rồi. Cho nên các bạn cực kỳ chú ý là cái phần mà cảm biến nhiệt nè, các bạn nhớ đặt ở trong, luôn luôn phải đặt trong hồ và đưa nó xuống cái phần dưới thấp á, để hạn chế rủi ro khi mà các bạn thay nước hay gì đấy là nó nằm ở phía ngoài bể, thì nó sẽ làm cho cái sưởi này nó hoạt động liên tục và nó sẽ hư cái sưởi các bạn. Chú ý. Nó tóm lại, các bạn phải chú ý là cái phần cảm biến nhiệt này và cái sưởi luôn luôn phải nằm ở dưới mực nước trong bể. Còn cái phần còn lại thì nằm ở ngoài mực nước bể. Đây là cái để mà các bạn chú ý khi mà setup cái sưởi này. Giờ mình sẽ bóc ra các bạn coi. Đây nha. Đây các bạn. Đúng như cái bộ lúc nãy nó vẽ. Thì đây, cái phần này là cái phần đo nhiệt độ nước. Thì các bạn sẽ đưa nó vào ở trong phía trong bể. Cái này thì sẽ nối với cái, nó sẽ là nối với cái nguồn cấp điện của cái sưởi của các bạn. Còn cái này thì bạn cắm vào ổ điện. Phần này thì các bạn để phía ngoài bể để điều chỉnh. Có thể vặn tùy theo nhiệt độ các bạn mong muốn. Mình thì mình hay để cố định là 26 độ dành cho bể Phượng Hoàng, hoặc là 28 độ dành cho bể nuôi cá dĩa. Còn đi cùng với nó là một cái bộ phận sưởi. Đây là cái sưởi nha các bạn. Nhìn khá là đẹp á. Họ dán kỹ quá. Đây mình bóc vào luôn nha các bạn coi. Cắt ra thì nó dễ hơn. Bóc vào luôn. Đây các bạn. Đây là cái sưởi. Nhìn thiết kế rất là đẹp đúng không các bạn? Và nó có cái vỏ bọc bao ngoài này để hạn chế cá nó tiếp xúc trực tiếp với cái sưởi các bạn. Khá là an toàn, nhưng mà loại này thì ngày xưa mình xài thì có một cái sự cố xảy ra là cái con cá Phượng Hoàng mái nó chui vào trong này nè các bạn. Nó đẻ trứng ở trong này, xong rồi con trống nó chui vào theo để nó thụ tinh á, thì nó kẹt trong này.
và khi cái sự phát nhiệt rồi nó chết. Cho nên là loại này cũng có một cái điểm điểm yếu như vậy. Nhưng mà cái này mình mua là mình dùng cho cái bể nuôi Adoketa. Adoketa thì nó to cho nên là mình nghĩ không vấn đề gì nha các bạn. Đây. Thì sau khi mà mình lắp cái sưởi vào trong bể xong á, thì cái cảm biến nó sẽ nằm trong bể như này nha các bạn. Còn cái sưởi thì tùy các bạn thích lắp vào đâu thì các bạn lắp. Miễn sao nhìn nó thẩm mỹ nhất cho bể các bạn là được. Thì như vậy thì mình có thể yên tâm trong suốt cái mùa đông lạnh ở Nhật thì không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhiệt độ nước luôn luôn là ở 26 đến 28 độ C và cá sẽ luôn luôn là khỏe mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video clip khác trên kênh YouTube của mình nha.